Tôi là Nguyễn Thị Kim Phượng. Đầu tiên á, thì tôi trong người tôi rất là nhiều bệnh, ung thư lưỡi, thoái hóa khớp, con mắt nó bị độ tới 3 độ 25, viêm xoang, nói chung là tùm lum bệnh. Từ lúc tôi dùng sản phẩm này thì tôi cảm thấy rằng nó trong người tôi nó khỏe hơn, cái lưỡi thì nó đỡ rát, cái đầu thì nó đỡ nhức, con mắt á, thì nó giảm được nửa độ. Cho nên là tôi sẽ cố gắng để mà uống cái sản phẩm này để cho cải thiện cái sức khỏe mình hơn. À, chị cho hỏi là chị dùng cái sản phẩm này bao nhiêu lâu rồi ạ? Sản phẩm này thì tôi dùng được gần 2 tháng. Chị dùng với liều lượng như thế nào chị? Mỗi ngày thì tôi uống 10 viên, 5 viên buổi trưa và 5 viên buổi chiều, cộng với 1 đến 2 bịch nước. À, chị đang dùng Mito hay là Super ạ chị? À, tôi đang dùng Mito. Cảm ơn chia sẻ của chị ạ.